Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo. 6 giờ, hôm nay, ngày 7 tháng 2 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, chương trình lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16 sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân do Viện Quyết học truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội tổ chức, diễn ra trong 7 ngày liên tục từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2 năm 2023, tại 7 địa điểm khác nhau. Ngày 6 tháng 2, lễ hội Xuân Hồng chính thức khai mạc tại Viện Quyết học truyền máu Trung ương. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, chương trình hy vọng mỗi người dân đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng hiến tặng những đơn vị máu quý giá. Như món quà lì xì ý nghĩa ngay đầu năm mới tới người bệnh, góp phần mang lại niềm vui, may mắn cho cộng đồng và chính bản thân người hiến máu. Thưa quý thính giả, thông tin trên được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề cập trong báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố về vụ tai nạn đường thủy trên sông Đồng Nai, thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, sở khẳng định hoạt động đưa chở khách qua sông Đồng Nai từ tỉnh Đồng Nai qua chùa Phước Long với phía đầu bến tại chùa Phước Long, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức chưa được đơn vị công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định. Điều này đồng nghĩa với việc thuyền lực trên sông Đồng Nai ngày 5 tháng 2 không được cấp phép chở khách từ chùa Phước Long về bến đò xưa ở phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Thưa quý thính giả, ngay sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, lượng rau quả xuất sang nước này đã tăng mạnh, đẩy giá thu mua nhiều loại nông sản tăng vọt. Điển hình, giá sầu riêng và thanh long Việt Nam hiện tăng gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm năm ngoái giúp nông dân khai xuân phấn khởi. Ông Nguyễn Đình Tung, tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Vinati Group cho biết, từ cận Tết Nguyên Đán đến nay, doanh nghiệp tất bật chuẩn bị các lô hàng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc. Doanh nghiệp ngập đơn hàng nhờ sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch và các đối tác liên tục đặt hàng. Đặc biệt, nhu cầu dịp Tết Nguyên Đán tăng cao đẩy giá thu mua mặt hàng này tăng gấp đôi từ 70 đến 80 ngàn đồng một kg lên 130 đến 150 ngàn đồng một kg. Thưa quý thính giả, trong hai ngày từ 6 và 7 tháng 2 tại trung tâm huyện Tu Mơ Rồng, Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rồng còn tum tổ chức lễ hội khinh khí cầu bay về đại ngạn với sự hiện diện của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Phạm Tuân. Đây là hoạt động nằm trong phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần hai huyện Tu Mơ Rồng năm 2023. Ngay từ sáng sớm ngày 6 tháng 2, rất đông người dân địa phương và du từ khắp mọi miền đã có mặt để chiêm ngưỡng dàn khinh khí cầu đầy màu sắc, cũng như khá hào hứng trải nghiệm bay khinh khí cầu tại thủ phủ sâm Ngọc Linh. Đặc biệt, tại lễ hội có sự hiện diện của Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Tuân. Lễ hội khinh khí cầu có tổng cộng 30 quả khinh khí cầu bay trên vùng đất Tù Mờ Rồng, nơi sản sinh ra vùng quốc bảo sâm Ngọc Linh. Đây là kỷ lục của Việt Nam về số lượng khinh khí cầu bay tại một sự kiện. Thưa quý thính giả, ngày 6 tháng 2 tức ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ dân hương và khai hội kinh dương vương. Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh kỷ niệm 4.902 năm Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương khai sinh mở nước. Lễ hội là dịp để các thế hệ con cháu tưởng nhớ và tri ân Đức Thủy Tổ Việt Nam đã có công khai thiền, lập quốc, đồng thời kính báo với Tổ tiên về những thành quả mà các thế hệ con lạc, cháu Hồng đã cùng nha đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi gian lao, thử thách, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, dân tộc và dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Liên minh châu Âu EU đã huy động 10 nhóm tìm kiếm cứu nạn từ các nước thành viên triển khai tới khu vực chịu ảnh hưởng của động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh số nạn nhân thương vong trong thảm họa này liên tục tăng cao. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell và quan chức phụ trách xử lý thảm họa dù, ông Janes Lenay Akit ngày 6 tháng 2 cho biết các đội tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng được huy động từ các nước Bulgaria, Croatia, Séc, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan, Ba Lan, Romania để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ. Italy và Hungary cũng đã đề xuất cử đội cứu hộ tới nước này. Thưa quý thính giả, ngày 6 tháng 2, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào khẳng định Trung Quốc sẵn sàng khởi động lại cơ chế thúc đẩy đổi thoại về các lĩnh vực kinh tế và thương mại với Australia cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như biến đổi khí hậu và năng lượng mới. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm trực tuyến cùng ngày giữa của quan chức này với người đồng cấp Australia John Farrell. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Vương Văn Đào kêu gọi Australia tạo dựng một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc đang hoạt động tại nước này. Thưa quý thính giả, phát biểu họp báo tại Oslo ngày 6 tháng 2, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO Siege Owner cho rằng đã đến lúc để Thụy Điển và Phần Lan được chấp thuận là thành viên của Liên minh quân sự này. Ông Gare Owner cũng nhấn mạnh NATO không thể không hành động nếu an ninh của hai quốc gia Bắc Âu trên bị đe dọa. Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Mikko Savola khẳng định việc nước này và Thụy Điển gia nhập NATO cùng lúc là điều quan trọng. Cùng ngày, Thủ tướng Na Uy cho biết các nước thành viên NATO nên phê chuẩn đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển mà không có thân sự trì quản nào. Việc kết nạp Thụy Điển vào NATO đang gặp trở ngại sau những căng thẳng ngoại giao giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý thính giả, thời điểm sau Tết Nguyên Đán là lúc thành phố Quế cổ kính với những lan tẩm, đền đài toát lên vẻ đẹp lấp lánh trong những màn sương. Huế hiện có năm di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, gồm quần thể di tích cố đô Huế 1993, âm nhạc cung đình Việt Nam nhã nhạc 2003, một bản triều Nguyễn 2009, cho bản triều Nguyễn 2014, thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế 2016. Ngoài ra, Toàn tỉnh hiện có gần 1.000 di tích, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 88 di tích cấp quốc gia và 90 di tích cấp tỉnh. Không những vậy, thiên nhiên còn ban tặng cho mảnh đất cố đô này nhiều cảnh đẹp như bạch mã, vịnh Lan Cô, đồi Thiên An để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách. Sau Tết Nguyên Đán là dịp để các nhiếp ảnh gia săn những khoảnh khắc đẹp của xứ Huế trong bộ sương. quý thính giả, sau khi vườn thú lớn nhất Thái Lan, Sri Racha Tiger Zoo đóng cửa vĩnh viễn, vườn thực vật nông no ác trở thành điểm chết in yêu thích của nhiều khách Việt, đặc biệt là trẻ em. Sri Racha Tiger Zoo là một vườn thú ở Sri Racha, một thành phố ở ngoại ô hầu hết du khách quốc tế đến đây đều thích thú các màn trình diễn tài năng của nhiều loài động vật ngoài hổ, chẳng hạn như cá sấu, voi và lợn. Ngoài ra còn có các khu triển lãm dành cho lạc đà, hươu đớn, thỏ. Tuy vậy, sau 24 năm hoạt động, Vườn thú nổi tiếng này đang phải đóng cửa vào ngày 13 tháng 7 năm 2021 do doanh thu sụt giảm nghiêm trọng dưới ảnh hưởng của Covid-19. Theo giờ nay sừng Tây Lan. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt.